Rồi, hello cả nhà. Xin chào. Không có ai chào hết trơn vậy. Rồi, hôm nay Tết rồi, mấy đứa cỡ lên chơi. Rồi, bữa nay là món bò kho ăn nha. Có bánh kem luôn. Mấy đứa này nó chơi mà nó làm gì vậy, sao có ghệ được để tôi quảng cáo cho. Bữa nay có đầu bếp mới luôn nè, đây đầu bếp chính. Thơm không? Ủa này cô đem chưa ta? Chưa, nãy giờ em ướp mà. Thầy làm luôn á, không đeo đó thầy. Đó, tên đó đó, kiếm coi. Muối thôi hả? Mày tránh đi tao kiếm. Đó. Anh đã khui vô ướt luôn. Rồi ướt. Thôi mày xong hết rồi, giờ mời cả nhà dùng bữa nha. Mời. Dơ lên đây mời, không đứa nào mời là ăn cày cày không đi trời. Rồi nó không mời luôn, nó lên nó ăn khí thế chứ nào, nó cũng ngồi nó gấu nghiến không luôn. Là mình gọi là gì ta, tất niên hả? À? mình rảnh nhà nào mình ăn nhà đó chứ. Quay phim là không cho ăn luôn hả? Ba cái muỗng Nhân ơi. Oh, my God.
đúng rồi. Không, để rau đây trước nè, rồi cái đổ lên. Đứa nào mắc cỡ là tôi ăn hết á chị. Mình là cái dạng chứ con dơ mình cắm phố mình ăn lớn. Con có nhìn hả? Không, nó cơm người ta nấu cho mình ăn là ngon rồi. Có gì đấy đi. Con nào ấy nghe nè. Cái thằng này là lớp 8 hả?
giải lì xì cho cô á. Hãy
này xỉn thẻ ở nhà thì lỗ quá ba đi về nữa. Nãy rên ai kêu ăn bánh kem. Nó chạy theo đường nhựa vô đây.
cái đường nhựa này không biết được vậy. Có một đường nhựa kia chạy đây, cái đường nhựa vô rồi ra phía bên đó. Chạy một cây số từ đường nhựa ngoài đó chạy vô cây số đường nhựa. Chín cây thôi. Không thấy gần. Ủa ngại gì? Không thì còn nóng nè. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Đúng rồi. Nói cái gì á? Không nghe. Ba người được rồi.
quên thì nó có ba thằng bỏ mình ra 24 ngày được. Quên sao nó không kêu quay người trang ở làm gì mà